Tôi là chú nợ được chưa? Hả? Chú nợ kiếm mẹ nè. Anh thiếu tiền tôi thì tôi kiếm anh, chứ kiếm mẹ anh chi hả? Còn mất mấy giải lồn thì tao học cho chạy quỷ quạnh TikTok hay gì? Hả? Không có súng á là cho sào quặng, tao lấy con lào quặng xuống cái đầu mày nghe chưa? Cái hậu mày đâu, nó đúng có cứng rồi phải không? Cái hậu mày chứ xuống một cầu hay cả cầu đó mà cái chân đâu quấn quét muốn hậu của mày rồi hả? Trời ơi, quấn nói đây, tụi có hiểu gì á. Tự nhiên nói gì mà tụi lum lên không biết. Cái tay lên trời đây là hồi cũng ngồi hành lang mà vừa chửi vừa lấy mấy khoai khoai trong cái đầu mày luôn nha Sơn. Sao thì để tôi vô. Giờ tao đòi tao đứng ra mặt đòi thì ngại. Rồi. Giờ mày lạ. Rồi. Tôi mày đòi thử rồi. Nếu mà nó trả thì chia mày 5 năm đi. Được cả 5 năm được không? Giờ tôi nói cốt nghe vậy luôn. Thứ nhất anh em mình sống á thì cái tình cái nghĩa chứ không phải cái bệnh với dĩa. Cái lộn với lộn tôi nói nhanh quá cái lửng nó dính cái môi ha. Thì là kiểu như cốt sống của tôi tình cảm nó dời rồi thì thôi, cái chuyện này không gì. Được, thì tôi phải vô xử lý cho cốt thôi. Cốt hiểu vấn đề không? Giờ chia sao? Nếu tiền gặp chẳng không có tiền bạc. Không, bây giờ tôi chưa nếu mà chơi thì chưa dỗ dàng đi năm rồi mà sáu bốn mà đâu 73 tốt 7 tôi ba nếu mà 73 tôi 7 bằng 3 đúng không? Ừ, bạn 7 tôi 3 tôi bạn là cũng bình thường cũng là đó giờ thôi nếu mà kèo này cũng là tôi cũng tôm đừng nói nếu bạn đầu đừng nói là chưa rồi hiểu vấn đề 64 mình 64 nhưng mà đừng nói chưa tôi chỉ lấy tiền nhận lại cái tiền đó. Rồi. Bạn 46 rồi và đang vui vẻ rồi được. Ok thì để đi bây giờ bà ơi vô nhà giả dạ chị tưởng là tôi với bạn tôi ghé chơi thôi mong biết bạn xuống mà tôi với bạn là chơi banh bóng nói vậy rồi rồi hiểu tôi hiểu vấn đề 64 ok ok rồi một tay rồi để đi rồi là tổng cộng là 40 bây giờ là tôi 15 bạn 25 ok 25 được chưa bạn 25 tôi 15 tôi đứng ra xử lý giải quyết cho mày vụ này cần lấy thôi rồi ok có khó chết mẹ mày rồi con cô ơi cô à, phải nhà anh Sơn không ạ à? Dạ cho con anh Sơn nhà ăn vô nói chút vấn đề đúng không cô rồi ai kêu mẹ báo tới nữa chứ gì ai kêu báo Nhà anh Sơn ông ơi. Dạ. Dạ có gì anh nói lại với em đi, có gì em nói lại với anh Sơn cho. Ủa, tiền bạc anh Sơn. Ngồi đi rồi. Dạ. Vậy anh ngồi đây nè. Ngồi nè. Thì đó. Biết Sơn máu làm cái gì? Sơn thì có mùa Euro này. Mùa Euro lấy gì nè? Euro lại gì? Anh đái em 50 chai, 70 chai đó cô. Trời ơi, tôi nhà còn có ăn đây mà, đáng
giờ không có bà đá mà. Bãi, bây giờ nếu không có thì cô kêu anh Sơn cho bà một lời cho con. Sao rồi? Bây giờ chẳng lẽ gì gia đình của anh Sơn muốn nói chuyện ngang với con hả? Đúng không? Tiền bạc con làm cũng ra cực khổ mà. Có biết cô mẹ gì đâu nghe. Nói nhiều quá bây giờ muốn đi. Trời đất ơi là trời. Ủa muốn gì là muốn gì cô? Tôi kêu anh Sơn vô quẹo quét. Rồi, cô kêu anh Sơn vô đây. Con lại đây nè. Đau à. Ở nhà có mấy con báo là tôi mệt lắm rồi mà. Ảnh là báo chú ở nhà đó. Đi thả chim nói ngu gì rồi. Rồi cô kêu anh Sơn về đây. Trời ơi, nhà tôi gặp báo không tôi mệt gì vậy. Mẹ, mẹ kêu anh hai ra nói chuyện đi. Chứ giờ biết đâu trả tiền. Sơn ơi. Báo không à? Sách đâu ạ? Nè, ngồi ngắm cu chút đi, gấp chim chút đi. Cô, con đến đây đầu tiện chứ đâu có nhu cầu để ngồi ngắm cu đâu cô. Trời ơi. Vậy sao nãy con nói con cu? Ngồi đi rồi nó vô tới cái thả cu lên rồi. Nay mà anh Sơn không trả tiền con á, con cũng nhốt cũng như cái lồng cu này luôn. Đó con nghe vậy đó. Trời ơi, tôi mà sao anh biết nhà mà anh xuống hay vậy? Cái gì mà tôi không biết. Trước khi anh Sơn bắt kèo đá bên tôi thì tôi phải biết ảnh ở đâu và hết như thế nào tôi mới dám cho chơi đá. Chứ một chặng một mâm của người ta 50 triệu, 20-30 triệu. Tiền ở đâu mà tôi bung ra? Lúc ảnh ăn á, ảnh ăn đầu giải á, ảnh ăn á nhiều. Có khi đêm ảnh ăn 70-80 chai, tôi chung tiền đủ. Thì tự nhiên giờ Hiếu ấy im lặng là sao? Tôi mới tìm đến nhà chứ. Để chờ nói gì giải quyết đi. Trời ơi, nói nhiều nhức đầu luôn. Ủa nhức đầu là sao cô? Thì nói nhiều quá thì nhức đầu. Thì nói nhiều quá thì nhức đầu. Mẹ bình tĩnh. Người ta là chủ nợ mẹ. Mẹ mà nội ta có chơi đâu mà nội nội. Biết nó thật mà nó gật đầu nó. Kiếm chờ coi. Quang ơi. Quang. Mà anh trên đâu ở đâu xuống vậy? Ở Sài Gòn. Thì tưởng là anh ở trên. Ủa, nhà mình em thấy nãy giờ nói chuyện như là tâm sỏi em dữ lắm nha. Dạ, sỏi lá dữ à. Ủa chị, đâu phải chị đẹp chị có quyền đâu hả? Em đâu có đẹp, em đâu có tự thừa nhận em đẹp đâu anh. Giờ hai đứa nhỏ cãi rồi hả? Trời ơi, tao đi đầu nào mà đâu có vũ mà đẹp, đẹp đúng gì ở đây đâu. Con cãi thằng vô bẫy rồi để nói vấn đề xanh đẹp luôn nè. Ờ, chị nhìn đi. Thôi vậy mệt, chân vậy mệt. Miss Anna vậy là hôn, thôi vậy mệt, chân vậy mệt. Trái này hả? Miss Anna vậy là hôn chất. Xấu xí bà sổ tên Campuchia. Xấu xí bà sổ tên Campuchia. Ủa chạy, em đang nói chuyện, em cũng biết tiếng Cam đó nha. Dữ vậy. Chứ anh tao như vậy tớ. Bị di tưởng luôn. Bị di tưởng luôn. Bây giờ tôi cần nói tiếng Việt. Rồi chị kêu anh Sơn ra lên cho tôi lẹ đi. Alo vậy có ai gì mùi nhông đi à. Có nói chưa? Có đâu mà có. Còn ai mơ xây. Nó trốn lỡ hả? Trời ơi. Mày cái thằng này, ông đi kiếm đây. Nãy tôi thấy nó đi phạt chim tha cu vậy á. Rồi nó đi nó bay theo chim luôn rồi. Ủa anh ta té tư. Nhưng mà nó bay theo chim là sao cô chị? Hả, tiền bạc con cũng làm ra mà. Đúng không? Sống sinh nợ mình phải hiểu, có nợ là phải trả, đó là quy luật rồi. Vậy chứ ai nói gì đâu mà trời, nó cứ thì cứ ngồi ngắm chim đây rồi nó vô. Ủa còn ngắm vậy có tiền không cô? Thôi bọn ai chân vậy mà. Rồi tới công chuyện này. Tôi đề nghị chị. Tôi té tư cho một cái cho một cái lên. Nhâm ơi bon, nhâm cho anh vậy chị mội bon. Ngồi xuống đây nói nhiều anh. Không nghĩ đòi luôn đi. Đi nào nở nói tiếng Việt giờ xây qua Campuchia. Sao nói chuyện chuyện Campuchia luôn đi. Tôi có biết tiếng đâu. Bách Diễn biết sao biết này Campuchia bên kia vậy kìa. Đi kiếm anh hai. Ngồi đi bình tĩnh đi. Trời ơi bớt nói cho tôi khỏe đi. Ủa bớt nói là sao con? Thì ba má xin lỗi cho tao mổ con ra trước thì con nói nhiều có gì đâu con. Chứ còn con nói nhiều thì một trong những người nó ít còn sống nó mới cân bằng được. Tự nhiên đòi không cho con nói là sao con? Đâu phải. Alo, cùng dậy tiếp. Khăn á. Tôi đâu phải được. Chưa có ba nè, vậy tiếp. Cứ ngồi bình tĩnh từ từ. Ủa quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam hả? Làm gì không cho người ta nói. Thôi bọn ai chân mệt. Làm tin đi để mẹ đi kiếm bên hai rồi ngồi đó đi. Không? Ngắm chịu rồi ơi, hãy chơi. Mẹ nói với anh Sơn nói với anh Tiên không biết gì đâu. Gì vậy trai? Mày ủa anh Sơn? Người ta vô rồi. Ừ, Sơn. Ủa anh làm ăn kỳ vậy? Ừ, làm gì? Anh muốn lợi người ta mà không trả hay gì? Lợi nữa.
hả? Anh không đi điện rồi nói chuyện xin diện hả quan hay gì để nó ra kêu xin diện hả? Tôi quýnh anh xin diện ngay cho thiếu nợ là phải trả nha. Thiếu nợ gì nữa? Nói quýnh con mẹ. Mẹ mày nói chuyện đến đây. Nói chuyện đàng hoàng được không? Anh là ai vậy? Tôi là chú nợ được chưa? Hả? Chú nợ kiếm mẹ nè. Anh thiếu tiền tôi thì tôi kiếm anh, kiếm mẹ anh chi hả? Còn mất bay dài lồn thì tao học cho chạy quỷ quạnh TikTok hay gì? Hả? Không có sống ái lên đây sao quặng, tao lấy con lòng quặng xuống vô cái đầu mày nghe chưa? Cái hậu mày đâu, nó đúng quá cứng rồi phải không? Cái hậu mày chứ xuống một cầu hay cái cầu đó quá, cái xương quấn quét quần hậu của mày rồi hả? Sao nói? Trời ơi, quấn nói này, tôi không có hiểu gì á. Tự nhiên có gì mà tụng lum ra không hiểu, không nghe vậy hả? Gì? Thằng nào vô chửi con dưới mẹ? Chửi gì? Hả? Thiếu tiền thì tao ngồi tao chửi chứ nói gì? Ê, anh đừng có vô duyên nha, tôi làm gì vô anh chửi như vậy? Sao không chửi? Anh thiếu tiền tôi mới chửi hả? Thiếu tiền gì đó? Anh có suy nghĩ không? Tóc anh nhìn mà sao ốc anh chút xíu vậy hả? Có tóc đâu? Có tóc đâu? Có tóc đâu? Hả? Đầu vậy mà chưa có tóc hả? Bà nó chửi con quan chứ mà chửi. Mày mày nhảo nào mà mày đem vậy đây? Ủa, anh thiếu tiền thì bà trả cho tôi chứ. Làm gì anh né hả? Né không? Nắm né được cái đời không? Mày mới có chơi có chịu. Chơi vậy đây biết. Mày chỉ tay lên trời đây là hồi cũng ngồi hay lên mà vừa chửi vừa lấy mấy khoan khoan trong cái đầu mày luôn nha Sơn. Việt Nam 63 tỉnh thành, tao lấy cuốn hành tao nhét vô cuốn họng của mày đó. Ba ngày nào dưới chữ con dưới ba con quýnh quá. Hả? Mày muốn cái này ba biết cái gì? Yên mà chữ đó yên. Mà nó bộ là ai là sao? Ai biết nào đâu dưới chửi vậy? Nó không biết trời là sao rồi. Sao không biết? Anh thiếu tiền là banh tôi, thiếu tiền anh của tôi. Đầu chửi đúng quá đúng không? Cứng có cuốn họng rồi đúng không? Hả? Kêu đâm ra hai đứa xuống cuốn họng hay gì? Vô rồi phải trả đời nha anh. Chửi con dưới cái mẹ. Mày thiếu nợ người ta thì mày nói người ta, mày nghĩ ta đi. Thôi nói chuyện đàng hoàng đi. Đừng về sau nãy giờ nói chuyện đàng hoàng đó. Muốn chửi không? Chửi cho nghe hả? Mất bay đâu lộn rồi tao học cho chạy hả? Anh đụng xuống đụng trên núi cho coi đụng từ trên giường xuống núi luôn nha. Đụng xuyên lục địa luôn đó tên không? Hả? Thứ ăn bông điên điển rồi đó, chửi gì gì khách quen hay gì? Đúng không? Nói nó nghe chuyện diện hả? Tao quýnh mày chuyện diện luôn á. Thứ ăn cướp nó buồn xô nó dễ cũng cướp cho xong mà tụi coi cùng sập bộ một hay gì? Nói người ta chửi tao mày cười. Không mày đâu rồi hả? Cái hậu mày dứt xuống một cầu hay chân cầu đúng không? Còn xương lông bóng bé của hậu mày không? Mày không nói cầm cầm đến lấy cầu xuống tay hậu mày nha. Ngồi đi, nó thiếu nhiều nó để nó nói đi. Còn mày là hình nào em chửi tao hoài vậy? Tao là chú nội được chưa? Tao thấy tạo mày đâu? Mày dám nói mày không thiếu không? Mày không? Mày hề dưới ánh đèn liền. Mày hề mày mày sống hả? Không mày chết trong tóc đi nha. Con ngà nó chưa thì dám đèn mẹ. Mày chơi được, mày chịu được nha. Tôi chơi không? Chơi gì? Bà quýnh nó đi. Nói cái gì? Chỉ vô mặt tao trời. Chú nợ mày á. Mày qua đây mày nói chuyện với anh này đi. Sợ tao hả? Đúng còn sợ. Nó đúng quá hay gì sợ? Làm gì quánh? Còn nè, anh đưa chân trái anh xuống cái chân phải vô cái đầu mày luôn bây giờ mày tin không hả? Trời ơi, đòi nợ thì cũng được. Rồi thiếu tiền gì không nội? Không nội đâu luôn, tôi chửi vậy. Nói chuyện với tao đừng có tâm đâu, nín nín nha, lấy cái chỗ không dính tán đầu mày nha. Lên đây nói chuyện cà lăng cà đớt hả, lấy tấm hết tán vô đầu mày nha chưa? Cái gì bình tĩnh đi nói. Bình tĩnh gì thiếu tiền con, sao con bình tĩnh con? Ừ con là con có đặt cô vô hoàn cảnh của con không? Thử gì không hiểu gì đây. Rồi sao? Mày thiếu tiền ai? Của ai? Tiền gì? Phương Tài. Phương Tài đâu kêu nó ra đây đi. Có đâu mà vô chửi người ta sẵn xả mà cứ Phương Tài không có. Phương Tài đâu? Phương Tài ở ngoài xe. Ra ngoài nói chuyện với ta đi. Rồi ok.